Thế bên vậy là ở những nội dung video trước thì chúng ta đã tìm hiểu những kiến thức liên quan đến vấn đề đại cương của hóa học hữu cơ cũng như là các phương pháp để tách và tinh chế chất hữu cơ. Thế bây giờ chúng ta sẽ chuyển sang cái phần ví dụ minh họa kèm nhé. Ví dụ đầu tiên đề bài như sau: dãy chất nào sau đây chỉ chứa các chất hữu cơ? Các bạn lưu ý nhé, để người ta hỏi là dãy nào là chỉ chứa các chất hữu cơ. Đây là các phương án ABCD ở đây. Cái câu hỏi này thì đòi hỏi chúng ta phải nắm được khái niệm về chất hữu cơ là như thế nào. Chất hữu cơ là hợp chất của carbon, bắt buộc là như vậy nhé, nó là phải hợp chất của carbon, và chúng ta phải loại trừ một số hợp chất vô cơ chứa carbon như là gì nào. À, chúng ta cùng ghi lại nhé, các bạn chú ý như này này, chú ý đó là chất hữu cơ, à nó chắc chắn nó phải là gì ạ, là hợp chất của carbon, là hợp chất của carbon này, của nguyên tố carbon đấy, và trừ một số nguyên trừ một số hợp chất ra, trừ một số hợp chất vô cơ của carbon này, như là gì, như là oxy của carbon đúng không ạ, oxy carbon ví dụ là CO, CO2, rồi là muối carbonat này, trừ bỏ đi các bua kim loại đúng không ạ, trừ bỏ đi các bua này, và trừ bỏ đi hợp chất cyanua đúng không, hợp chất carbua, hợp chất cyanua. Rồi thế thì bây giờ chúng ta sẽ xem thôi, cái phân tử nào không có carbon ta sẽ loại. Các bạn nhìn thấy được tất cả các phương án này đều có chứa carbon đúng không, chúng ta sẽ bỏ cái chi tiết này đi. Bây giờ chúng ta phải căn cứ vào gì, chúng ta trừ bỏ một số cái phân tử này ra. Với phương án A thì sao nhá, phương A các bạn nhìn thấy này, nó là gì, nó là NaCN đây, chất cuối cùng đây, nó chính là natri cyanua, không được rồi đúng không, bởi vì cyanua chính là nó có cái anh là CN này đúng không? CN có hóa trị là một nhé, xong chưa, CN hóa trị một. Thế nên các bua là gì, các bua trong thành phần của nó carbon, và carbon đây có hóa trị là 4 nhé, ok chưa. Chúng ta sẽ loại phương án A bởi vì nó có NaCN, loại A nhá. Thế đây ta sẽ loại được A, loại A vì có NaCN rồi, không thể A được. Chúng ta cũng có thể loại được luôn B rồi đúng không, loại B. Tại sao? Các bạn có thể nhìn thấy B nó là nó có cả các bua kim loại, nó có cả CaCO3, đó là những chất rất quen thuộc trong hóa vô cơ rồi đúng không ạ, chúng ta loại bởi vì sao, nó có CaC2 và nó có CaCO3, loại bỏ đi không được. Các bạn cũng sẽ nhìn thấy là phương án D, các bạn cũng sẽ nhìn thấy là nhôm các bua ở đây, loại đúng không ạ, cả CO2 nữa đúng không ạ, loại D bởi vì nó có CO2 đó, bởi vì nó có Al4C3.